Hello. Hiện tại thì mình đang ở sân bay Tân Sơn Nhất nè. Lý do vì sao mà hôm nay có chiếc video này là tại vì mọi người hay thường hỏi mình á là review về sân bay Đôn Mường hoặc là cái cách di chuyển từ bên sân bay Đôn Mường về trung tâm Bangkok như thế nào. Cho nên là hôm nay mình đã book một chiếc vé máy bay từ Hồ Chí Minh đi Đôn Mường nè mọi người. Chỉ để review cho mọi người thôi á. Cho nên là mọi người nhớ xem hết video này nha. Và hy vọng là những thông tin mà mình cung cấp trong video này á sẽ hữu ích cho mọi người. Air là một trong những hãng hàng không giá rẻ của Thái Lan và mình cũng nghe feedback rất là tốt về hãng này nhiều rồi, cho nên là mình lựa chọn hãng Knock Air và đây cũng là lần đầu tiên mình đi hãng này luôn. Thì theo như vé mà mình mua thì mình sang được vé rẻ thì giá nó chỉ có 1.950.000 cho một người thôi mọi người, mà mình còn được free 20 kg hành lý ký gửi và 7 kg hành lý xách tay nữa. Cho nên là nếu như mà các bạn có thời gian có thể săn vé nè và lên kế hoạch đi chơi sớm á, thì mọi người sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị và tiết kiệm chi phí một cái cách tốt nhất á. Và hãng Knock Air này thì hiện tại mình chưa bay, chưa được trải nghiệm cho nên là mình chưa chia sẻ gì hết, nhưng mà mình thấy với cái mức giá vé đó thì cũng đáng để mà mọi người tham khảo và thử trải nghiệm nha. Tới á mọi người, cứ chỗ nào mà có chữ arrival màu vàng á mọi người, đó là mình đi, là mình đi theo nha. Có mũi tên đi thẳng á, tất cả passport là đều đi thẳng hết thì mình cũng sẽ đi thẳng. Thì bây giờ mình đáp chuyến bay thì đã là 15:44. Ở đây là sân bay Đôn Mường nè mọi người. Nói chung là mình thấy nó cũng sẽ cỡ cái size của sân bay Tân Sơn Nhất bên mình, nó nhỏ hơn một chút xíu ở khu vực lấy hành lý nè. Thì hiện tại là mình cũng đang đợi lấy hành lý đó. Thì xuống cửa máy bay một cái không có cần phải đi xa giống như là ở bên sân bay Suvarnabhumi, mà đi chút xíu là đã tới cái chỗ cổng nhập cảnh hải quan rồi mọi người. Xong rồi nhập cảnh xong là sẽ đi xuống cái cầu thang ở đây nè, tại vì lúc nãy ở khu vực nhập cảnh thì mình không có được quay á. Đó, mình đi xuống đây rồi mình coi ở cái bảng điện tử ở khu vực bên này nè. Đó, khu bảng điện tử đó coi là hành lý của mình ở đâu thì mình sẽ tới cái quầy đó để mình lấy hành lý. Thì hiện tại là tụi mình đã lấy hành lý xong xuôi rồi. Bây giờ là mình sẽ đi ra ngoài để đi bus về trung tâm. Hôm nay tụi mình không có lựa chọn đi tàu mà mình sẽ đi bus, tại vì cái nhà của mình thì nó sẽ gần cái khu vực xe bus hơn á. Đó, xong rồi mình sẽ đi qua hướng bên phải để đi qua chỗ cửa soi hành lý. Nếu như mà người ta yêu cầu soi thì mình soi, còn người ta không yêu cầu soi thì thôi. Đây là hành lý của mình. Giờ mình sẽ đi tìm xe bus. Đó, sau khi đi ra khỏi cái cổng soi chiếu hải quan thì sẽ có những cái bảng chỉ dẫn cho mọi người là nên đi qua bên trái hay bên phải. Thì mọi người thấy ở bên đây sẽ có exit số 5 nè. Thì mình nhớ là mình cần đến exit số 6 thì mình sẽ ra ở exit số 6. Xong rồi mình sẽ tìm bus. Cửa số 6 nè. Trời ơi, cái sân bay gì mà bé tẹo. Bus. Nó có một cái shuttle bus để đi Suvarnabhumi nè. Đi ra ngoài luôn. Rồi, ghé phải luôn. Đó, ở đây có cái chữ bus nè mọi người. Thì mình sẽ đi ra lối này nha. Em nhìn coi cái này của chị nó còn chấp 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 không? Nó có chấp 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 không? Ok.
đây là bus A2. À, đây là bus. Đây nè, mọi người sẽ nhìn thấy các cột xe bus này nha. Ở kế bên thì sẽ có nè. Nếu mà đi bus A2 thì mọi người sẽ về Victory Monument. Đó. Còn nếu mà đi bus A1 á, thì mọi người sẽ về Trạm Cua Chạp, thì ở đó sẽ có Trạm Mỏ Chiếc đó mọi người. Còn nếu mà đi về Ba Tư Nám thì sẽ đi bus A3. Ở dưới này A4 thì sẽ đi Khao Sản. Đó, giá vé ở kế bên luôn nha mọi người. Đi Khao Sản là 50 bạc nè, đi Ba Tư Nám là 50, còn những chỗ khác đó là 30. Mình chỉ cần lên xe rồi mình đưa tiền thôi. Có một xe nữa tới. Và ở đây á, mình thấy cái giờ chạy á này sẽ là từ 6 giờ cho tới 23 giờ. Nè mọi người thấy. Còn ở trạm này thì là từ 6 giờ 40 tới 22 giờ. Đây là cho bạn nào về Ba Tư Nám nè. Còn bạn nào mà về Victory Monument là từ 6 giờ 15 cho tới 23 giờ. Ở đây là A4. Nè, xe A4 tới rồi nè mọi người. Hiện tại thì tụi mình đang ngồi đợi bus á mọi người. Lúc mà mình vừa mới ra á, là cái xe A2 nó mới tới và nó đi. Xong rồi tới xe A4. Mà mình thì mình sẽ đi xe A1, cho nên là bây giờ mình sẽ ngồi đợi xe tiếp. Không biết bao giờ thì xe tới luôn. Và ở đây cũng có rất là nhiều người ngồi đợi bus nha mọi người. Mọi người nhớ là mọi người sẽ ra ở cái cổng số 6 nha. Sân bay Đông Mường thì rất là nhỏ thôi, cho nên là chỉ cần check out passport xong xuôi ra lấy hành lý là mọi người có thể thấy cái lối ra rất là dễ dàng luôn á. Và sau khoảng 10 phút chờ đợi thì xe bus A1 của tụi mình đã tới rồi nè. Tại vì cái lúc này là đang rất là cập rập với mấy cái vali hành lý luôn á mọi người, cho nên là mình chỉ có thể cầm máy quay vậy được thôi. Cái khó là khi mà lên xe bus thì nó còn có những cái bậc mình phải bước lên ra đằng sau á để lên những cái ghế cao hơn, cho nên là mình không có quay rõ được á. Nếu mà mọi người coi clip thấy có khó khăn quá thì mọi người thông cảm giúp mình nha. Tụi mình vừa mới lên trên bus rồi mọi người. Giá vé sẽ là 30 bạc cho một người nha, thì mình đã chuẩn bị sẵn tiền. Đây. 60 bạc cho hai người. Bây giờ tụi mình sẽ đi về Mỏ Chiếc, sau đó là sẽ tiếp tục mua vé tàu MRT để đi về nhà. Và như mình có chia sẻ rồi á, cũng gần 10 năm rồi mình mới quay trở lại cái sân bay Đông Mường này. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình đi xe bus từ sân bay về tới trung tâm, cho nên là mình cũng không có kinh nghiệm gì nhiều hết. Cũng may hôm nay mình thấy xe bus không quá đông á mọi người, chứ không là cái vali ta đùng kia của mình không biết để đâu luôn á. Xe mà cứ gần đầy hoặc là không còn ai lên xe nữa là tài xế sẽ bắt đầu xuất phát luôn á mọi người. Cho nên là khi xe tới thì mọi người nhớ nhanh chân nha. Chậm chút xíu là bị bỏ rơi liền á. Mình vừa thấy cái xe tới một cái là mình phi lên liền. Và khi mà lên ổn định chỗ ngồi rồi á thì mọi người nhớ là giữ hành lý của mọi người. Nếu như mà cái vali có cái bánh xe á thì mọi người nhớ giữ nha. Tại vì lúc mà xe chạy á thì cái vali nó sẽ chạy theo á, có thể dễ rơi rớt nè. Rồi tiếp tục là khi mà xe đã bắt đầu xuất phát thì sẽ có một chị hoặc là một anh nào đó đến để thu tiền vé cho mọi người. Cho nên là mọi người nhớ chuẩn bị sẵn nha. Có tiền lẻ thì càng tốt. Thì giá hôm nay mình đi là 30 bạc cho một người, mình đi hai người thì mình đã chuẩn bị sẵn 60 bạc ở đây rồi. Có một cái lưu ý nhỏ là nếu như mà các bạn có quá nhiều hành lý cá nhân thì mọi người nên đi taxi giúp mình. Giá thì chỉ khoảng tầm 300 bạc thôi nhưng mà sẽ đỡ mệt hơn nhiều á. Hoặc có thể là 400 bạc nếu như mà khách sạn của các bạn ở hơi xa so với lại cái sân bay. Nhưng mà lên xe bus là phải xách rất là mệt luôn á mọi người. Rồi tiếp tục là khi mà xe đã bắt đầu xuất phát thì sẽ có một chị hoặc là một anh nào đó đến để thu tiền vé cho mọi người. Cho nên là mọi người nhớ chuẩn bị sẵn nha. Có tiền lẻ thì càng tốt. Thì giá hôm nay mình đi là 30 bạc cho một người, mình đi hai người thì mình đã chuẩn bị sẵn 60 bạc ở đây rồi. Sau khi mà mình đưa tiền xong thì chị sẽ đưa lại cho mình một cái vé xe như vậy nè. Mọi người thấy hai cái vé nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương không? Mọi người cũng có thể giữ lại cái vé này để làm kỷ niệm nha.
Đây nè, kế bên là cái bãi đậu taxi của sân bay á, mọi người thấy có quá trời xe đang xếp hàng để được vào sân bay đón khách không? Và đã lên tới xe rồi thì mọi người đừng có ngủ quên nha, tại vì đến trạm nào thì nhân viên sẽ hô tên trạm đó, nếu mà có lỡ ngủ là mình sẽ đi qua luôn đó. Mình đã về tới nhà rồi nè mọi người ơi. Trời ơi, lúc nãy ở cái khúc mà đi lên, mọi người thấy cái khúc là ở đi lên xe bus ở sân bay xong đúng không? Là mình không có còn quay được cái gì nữa, là tại vì hành lý chỉ có hai cái vali với lại hai cái túi thôi á. Mà kiểu đi lên trên xe bus thì nó sẽ nhỏ cho nên là sẽ phải tập trung mang đồ này nọ lên. Nên là không có vừa cầm máy quay mà vừa quay được. Xong rồi xuống đi xe bus nó chỉ khoảng tầm 15 phút thôi là nó sẽ tới cái trạm MRT Mỏ Chít là ở ngay chợ Chặt Tu Chè có mọi người. Thì tại vì nhà của mình là ở gần MRT cho nên là mình sẽ đi tới cái chỗ đó để mình đi MRT về tới nhà luôn. Thì xuống xe bus vừa mới thả xuống một xíu là ở ngay ngoài đường rồi, cho nên là ở đó thì đồ đạc cũng lỉnh kỉnh, nó không có mở cái máy ra quay được. Xong rồi đi xuống với MRT thì ở dưới đó là người ta đã cấm quay phim ấy, cho nên là mình cũng không quay được luôn. Thì nếu như mà các bạn nào cũng ở khách sạn gần những trạm MRT giống như mình á, thì mọi người có thể là lên xe bus A1 về Mỏ Chít, xong rồi đi xuống dưới MRT. Thì ở ngay Mỏ Chít là ngay Chạc Tu Chạc thì cũng sẽ có tàu BTS luôn, cho nên là nếu như mà các bạn ở trạm BTS hoặc là ở trạm MRT thì đều có thể đi theo cái cách này của mình. Thì mọi người mệt quá thì mọi người đi tới đó, xong rồi mình cũng đi xuống MRT rồi mua vé. Rồi bình thường còn cái cách mua vé mà đi MRT như thế nào thì mình đã có một video hướng dẫn rồi, mọi người có thể vào trong kênh của mình để xem lại nha. Cái cách đi thì nó y chang nhau, cách mua vé cũng vậy luôn, chỉ có khác cái trạm thôi, cho nên là các bạn ở trạm nào thì các bạn cứ mua vé đến cái trạm đó là ok rồi. Và như mình cũng có chia sẻ là đi lên xe bus thì cũng sẽ rất là chật chội nè, hơi khó di chuyển, cho nên là bạn nào mà nhiều hành lý á, kiểu như là 2-3 cái vali thì mình khuyên là vẫn nên đi taxi cho nó thoải mái. Còn nếu như mà mình chỉ có một cái túi nhỏ với lại một cái vali thì mình có thể đi bus hoặc là đi tàu, thì mình kiểu có thời gian với lại có sức khỏe để mà có thể mang vác hành lý của mình đó. Chứ còn nhiều hành lý quá thì không nên đi mấy cái phương tiện công cộng đó đâu mọi người, rất là mệt mỏi luôn. Cho nên là có gì thì cứ gọi taxi cho nó nhanh. Cái lối mà mình đi ra mà để bắt xe bus là taxi cũng rất là nhiều luôn, mình chỉ cần bước ra là có rất nhiều taxi đón. Và giá thì mọi người cứ nếu mà người ta không chịu bật đồng hồ ấy, thì mọi người cứ trả giá trong khoảng từ 250 cho tới 350 tùy theo cái vị trí khách sạn mà mọi người nhắm được. Còn nếu như mà người ta chịu bật đồng hồ thì mình cứ đi theo đồng hồ thôi. Còn nếu mà có đi cao tốc thì người ta sẽ, khi nào mà tới cái trạm thu tiền của cao tốc khoảng mấy chục bạc đó, thì người ta sẽ nói mình rồi mình sẽ trả cái tiền phí cao tốc đó là ok. Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này của mình, mặc dù là cũng không có gì đặc biệt hết, nhưng mà mình hy vọng là những cái thông tin nhỏ này cũng sẽ cho các bạn thêm được một số những cái thông tin cần thiết để mà mọi người có đã lỡ đặt vé rồi hoặc là đang có kế hoạch đi và muốn đi hãng Nóc E hoặc là muốn đến sân bay Đông Mường thì cũng sẽ có những cái kiểu là thông tin để mà mình tự tin hơn khi mà mình đi á đó. Nếu mà các bạn muốn xem thêm những cái chủ đề nào khác nữa thì mọi người có thể để lại comment ở bên dưới cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây nha. Bye bye.